No quá đi, bởi bà con làng nước ơi. No quá, no quá. Lên 2 ký rồi. Ngày hôm nay lại tiếp tục lại là một cái season. Ê, một cái tập tiếp theo của cái season về mẹ chiến này. Hôm nay là ngày 11 tây tháng 8 2024. Sáng sớm là mẹ nấu bún bò Huế. Đó, bún bò Huế bá cháy luôn, đậm đà hương vị Việt Nam. Một cái thao bò chà vá lửa, ăn ăn cho đã luôn, lá hồi ăn nhúng giấm. Đó, đó là món bún bò Huế. Món này là giờ khen nhiều quá rồi, mẹ ơi, mẹ nấu cái gì cũng ngon hết, mẹ ơi, khen hoài, khen mãi, khen miết luôn, cũng không có thể nào mà diễn tả được cái độ ngon của mẹ nấu. Đậm đà tân cái vị nước lèo, giọt cuối cùng cộng bún hay là cái gì nó cũng ngon hết. Một cái rổ rau thôi đã ghiền, nhìn đã thèm vậy đó. Ăn là tấp bên ít lắm, chỉ có tầm 2-3 lạng bò tái đó, là leo que vài cục bò viên chả lụa vậy thôi, để bụng còn 2 cử nữa chứ nhiêu, ngày 3 cử đủ đủ ốm rồi. Ngon lắm, bún bò Huế đậm đà, rất đậm đà hương vị. Đó, tiếp theo là trưa sẽ qua tới lại ăn, xong rồi vô nằm nằm mấy tiếng đồng hồ tới trưa tiếp. Nó mẹ thèm gỏi gà, thế là có nguyên một cái mẹt gỏi gà, dĩa gỏi gà, trời ơi, bá cháy, bá cháy, bá cháy. Ta hay gọi là bà lem á, nói chung là ngon dữ lắm. À, buổi trưa thì ăn gỏi gà canh ngó với lại cá, mẹ nói cá gì quên, bà nó rồi không phải cá cá, cá gì bầu gì đó quên này, mà cá nó dài đó. Thế là evening tới, evening hồi sáng là morning the afternoon the evening tới rồi, ăn lẩu thôi. Cái lẩu bá cháy bột con chét luôn. Ăn vậy sao giảm cân, trời, công sức giảm 10 mấy ký là lên chuyến này là lên lại nữa rồi. Ở với mẹ là chỉ có mập thôi. Ủa.